Xin kính chào quý vị và các bạn. Chấm dứt hẳn chuỗi ngày mưa dông, đến hôm nay trên toàn khu vực Bắc Bộ thời tiết trở nên tạnh ráo hơn, ban ngày thì nắng trải đều. Dự báo trong 24 giờ tới, trời chuyển oi nóng hơn khi mà một số nơi nhiệt độ chạm đến ngưỡng nắng nóng. Thời tiết tiếp tục phổ biến là ít mưa. Dọc duyên hải các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Thuận thì thời tiết duy trì nắng nhiều, trong khi các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ và không quá gay gắt thì phía Nam đèo diện nắng nóng dường như được mở rộng hơn. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định thì nền nhiệt độ cao nhất đạt từ 36 cho đến 37 độ. Trong 24 giờ tới nắng nóng tiếp tục mở rộng thêm. Chính sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới, cả Tây Nguyên cũng bước vào đợt giảm mưa kéo dài. Trong 24 giờ tới, thời tiết chủ đạo ở khu vực này sẽ là nắng nhiều vào ban ngày. Mưa chỉ còn xuất hiện về chiều tối trên diện hẹp và phần lớn là mưa rào nhanh, không kéo dài. Nhiệt độ trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 22 cho đến 32 độ. Tương tự, Nam Bộ cũng có những ngày cuối tuần đầy nắng và giảm mưa. Ban ngày bầu trời ít mây khiến cho cái nắng trở nên gay gắt. Miền Đông một vài nơi chạm nhiệt nắng nóng. Về chiều thì mây dông nhiệt vẫn còn phát triển, đủ để gây mưa rào cục bộ cho một vài nơi. Như vậy là khắp cả nước, từ Bắc vào Nam đều duy trì trạng thái thời tiết nắng nhiều và ít mưa. Đây là dịp tốt cho các kế hoạch du lịch dài ngày của quý vị. Tuy nhiên, nếu như các khu vực khác đợt giảm mưa này khá dài, thì Bắc Bộ khoảng từ ngày 13 tháng 8 trở đi, thời tiết chuyển xấu trở lại, mưa tăng hơn cho nên quý vị cần lưu ý. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với những dự báo chi tiết cho các điểm du lịch trên cả nước. Thưa quý vị, khu vực vùng núi Tây Bắc, thời tiết duy trì mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cụ thể như là tại Sapa và Tam Đảo thì trời vẫn có mưa rào, cho nên khi tham quan, quý vị cần mang theo bên mình ô dù để che mưa. Trong khi đó, tại Điện Biên thì trời hầu như không mưa, ngày nắng. Thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ trong 24 giờ tới cũng rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch tại đây. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ như là tại Hà Giang, nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức 35 độ, ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống mức 25 độ. Vịnh Hạ Long và Hải Phòng do nằm gần biển nên thời tiết dễ chịu hơn. Đêm nay và ngày mai nhiệt độ tại hai khu vực này dao động từ 26 cho đến 32 độ. Xuôi xuống các điểm du lịch Bắc Trung Bộ như là tại Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng thì thời tiết khá tương đồng nhau. Đêm không mưa, ban ngày trời nắng và nhiệt độ trong ngày đều duy trì ở mức 28 đến 34 độ. Tại Huế trời cũng không mưa, tuy nhiên ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đạt mức 36 độ, ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ. Ở phía Nam đèo Hải Vân, diện nắng nóng có xu hướng mở rộng hơn. Tại các điểm du lịch như là tại Đà Nẵng và Hội An, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 36 cho đến 37 độ. Ban đêm trời vẫn khá oi, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 27 cho đến 28 độ. Riêng tại Bà Nà, mặc dù nằm ở khu vực Trung Trung Bộ, nhưng do điều kiện địa hình nên thời tiết ôn hòa hơn, trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ trong ngày vẫn giữ ở mức 23 đến 30 độ. Dọc theo vùng ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết duy trì mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, cường độ gió Tây Nam chỉ khoảng cấp 4, cấp 5 nên không gây ảnh hưởng cho các hoạt động du lịch biển. Tàu thuyền du lịch ra vào Tam Đảo có thể lưu thông bình thường. Tại Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 26 đến 27 độ, cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 34 độ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi lên các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên như là tại Pleiku thì chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 21 cho đến 29 độ. Buôn Ma Thuột trời không mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ duy trì ở mức 21 cho đến 31 độ. Đà Lạt trời cũng không mưa, ngày trời nắng đẹp, nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 24 độ. Xuống đến khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và U Minh, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 25 cho đến 27 độ, cao nhất từ 33 cho đến 34 độ. Trên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau thì cường độ gió Tây Nam giảm xuống cấp 4, trong khi khu vực biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang gió chỉ mức là cấp 3, có lúc cấp 4. Thời tiết tại hai điểm du lịch biển đảo rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch, cụ thể như là tại Côn Đảo trời không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong ngày từ 28 cho đến 32 độ. Phú Quốc có mưa nhỏ, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng 27 cho đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.